đấy bên tận là chị tận đâu? Gia Lâm à? Chị ở Linh Nam. Nói chung đi đây cũng xa. Có nhiều bệnh nhân người ta tận Hòa Bình ấy, thì người ta vẫn đi xe máy đến đây chăm cứu hàng ngày. À, đi Hòa Bình thì độ khoảng 2 tiếng. Hai tiếng. Trung tâm thị trấn người ra đi. Nói chung là có nhiều người người ta cũng có bệnh lâu lắm. Ngã phải đi tìm đủ thầy. Đúng vậy, thì cái luôn hỏi thăm ai cắt ở đâu thì cũng không hỏi thăm. Thì nhà chỉ bên cạnh ấy, chỉ mắc thì là cắt nóng người nó khó uống, cái dây khó uống độ cao lắm.